Cao Thái Hà là nữ diễn viên xinh đẹp tài năng của làng phim Việt trong thời gian gần đây. Qua nhiều năm gắn bó với điện ảnh, Cao Thái Hà ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất chắc tay trong hậu vệ mặt trời phiên bản Việt, bán chồng, tiếng sét trong mưa. Cao Thái Hà tên thật là Cao Thái Hà sinh năm 1990. Cô sinh ra ở Cần Thơ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn Cao Thái Hà từng đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc như Người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa Khôi Sứ Dừa, từng khi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 lọt vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất. Cao Thái Hà thuộc top diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất lão làng, cô từng tham gia nhiều bộ phim như Vũ khí sắc đẹp, Chữ hiếu thời A Còng, Hẻm cục, Tiếng đàn kềm bảo ngầm và đặc biệt với thành công trong đồng tiền quỷ ám. Cô Vinh Dự lọt vào top 3 nữ diễn viên ấn tượng của VTV qua bên cạnh Nhã Phương và Mai Thu Huyền. Những vai diễn ấn tượng gần đây của Cao Thái Hà Trong năm 2019, bên cạnh những bộ phim bơm tấn từ các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam cũng không kém cạnh với thành công của Về nhà đi, bán chồng, tiếng sét trong mưa. Và đặc biệt Cao Thế Hà được vinh dự có mặt trong cả bộ phim bán chồng và tiếng xét trong mưa. Cuối năm 2018, sau một thời gian dài hoạt động trong v Cao Thái Hà được khán giả chú ý khi tham gia vai trung úy Minh Ngọc trong bộ phim Hậu vệ mặt trời phim bản Việt. Nhưng dường như cô chưa để lại dấu ấn sâu sắc qua vai diễn này. Cho đến gần đây thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Bán chồng là phim trường hình ăn khách với nội dung hấp dẫn, nhiều tinh tiết mang tính thời sự, với sự góp mặt của anh tú ngọc lan anh kiều cao thái hà tim trong bộ phim cao thái hà hóa thân vào vai ngọc một cô gái có sắc có tiền có địa vị nhưng lại thiếu đi dư vị của tình yêu cách thể hiện đa dạng thần thái cảm xúc của nhân vật giúp cho cao thái hà thể hiện trọn vẹn một tiểu tam thành đạt nhưng tự cao tự đại và chưa thấu hiểu sự đời vừa khiến khán giả xa lánh với vai tiểu tam cao thái hà một lần nữa khiến người xem phải ghét cay ghét đắng với vai mợ hai đanh đá thâm đọc trong bộ phim tiếng sét trong mưa phim khán giả cực kỳ yêu thích với kịch bản chắc tay và diễn viên kỳ cũ như cao minh đạt nhật kim anh lê bê la đặc biệt những tập được phát sóng bởi sự dồn dập của cặp đôi cao thái hà và hứa minh đạt với những phân cảnh nặng đô về tâm lý của cả hai xử lý khá tốt và đẩy phim lên cao trào khiến cho nhiều tình huống vô cùng hấp dẫn qua bán chồng và tiếng sét trong mưa, Cao Thái Hà một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng với tính cách và tâm lý nhân vật. Cô nhập vai rất tốt đến nỗi khán giả phải thốt lên, hai sáng ác quá. Diệu Ngọc sao mà đáng ghét thế? Điều đó đủ cho thấy sự thành công của Cao Thái Hà khi vào vai phản diện. Tuy là trên màn ảnh Cao Thái Hà khá bạo dạng khi thực hiện những cảnh nóng với những bạn nam, nhưng ngoài đời cô thật sự sống bình dị và thầm lặng. Chính vì thế cô ít xuất hiện trên mạng xã hội hay vướng vào những thị phi của showbiz. Về đời tư của nữ diễn viên cũng khá là đơn giản. Cô hiện có căn biệt thự quận 7. Theo như Cao Thế Hạ chia sẻ thì mức thu nhập của cô hiện tại không cao. Như những người nghệ sĩ tên tuổi khác, khoảng tầm từ 200 triệu một tháng. Tuy nhiên thì để có thu nhập như vậy cô đã phải cố gắng rất nhiều. Từ một tiểu thư phải lao vào cuộc đời chật vật kiếm sống lo toan cho gia đình. Khi bố mẹ chia tay, rồi đến nỗi đau mất ba. Khoảng thời gian ấy, cô đã mất phương hướng và rơi vào trầm cảm. Nhưng sau tất cả, cô đã vượt qua và ngày càng xinh đẹp thành công hơn trong cuộc sống. Quang Lê và tinh đồn bị tố vịt nợ 2 năm không trả Những ngày vừa qua trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin ca sĩ Văn Lê bị tố vay nợ số tiền là 4.600 USD khoảng hơn 100 triệu đồng từ tháng 12 năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa trả. Theo đó, đôi vợ chồng khẳng định đã cho nam ca sĩ mượn tiền, đăng hẳn status yêu cầu anh trả nợ vì tin nhắn mãi nhưng không được hồi âm. Thông tin này nhanh chóng khiến cho người hâm mộ vô cùng hoang mang. Ngay sau đó, Quang Lê đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận những thông tin là không chính xác. Nam ca sĩ cho biết không nợ nần của ai cả và thời gian này dù ảnh hưởng của dịch covid 19 nhưng anh vẫn có show diễn thường xuyên nên thu nhập vẫn bình thường đó là thông tin không đúng sự thật tôi không nợ nần ai cả ba năm nay tôi chủ yếu sống ở việt nam thỉnh thoảng mới về mỹ tại thành phố hồ chí minh tôi cũng có vài căn hộ vẫn đi diễn bình thường nguồn thu nhập không bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh vì thế không có chuyện tôi điêu vai tiền và vịch nợ giọng ca đến từ huế giải bài trước đó cũng có nhiều tin đồn cho rằng giọng ca sầu tím thiệp hồng sau nhiều năm đi hát hiện đang là một đại gia thứ thiệt sở hữu nhiều nhà và đất trước những thông tin này thì nam ca sĩ cho biết kinh tế chỉ bình thường hiện anh chỉ có một căn nhà triệu đô ở mỹ và vài căn nhà ở việt nam chứ không phải là đại gia như tin đồn kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi nếu muốn trở thành một đại gia thì phải kinh doanh mới được Tôi chỉ có một căn nhà ở Mỹ, đó là ngôi nhà tôi tâm huyết mua tặng cho cha mẹ. Ở thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm. Quang Lê tâm sự. Được biết, nam ca sĩ đang có mặt tại Hà Nội để tham gia live show của cô bạn thân Lệ Quyên. Thời gian này, anh đang có mặt ở Việt Nam để quay hình một số chương trình truyền hình âm nhạc và sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Vách Ngọc Ngoan, từng nói rất nhiều lời ngôn tình với Phượng Channel. Thông tin Phượng Channel và Vách Ngọc Hoang chia tay đã khiến cho cư dân mạng vô cùng hoang mang. Cặp đôi cũng vừa công khai hình ảnh con đầu lòng cách đây không lâu, nhưng lại bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi. Nhìn lại chặng đường yêu của cả hai cho đến hiện tại khán giả chỉ cảm thấy ngôn tình không có thật. Mới đây, thông tin Phượng Channel tuyên bố kết thúc cuộc tình 6 năm với Vách Ngọc Hoang đã làm dậy sóng mạng xã hội cả hai từng xem đối phương là số một trong lòng nói những lời ngôn tình dành những lời khen có cánh cho nhau nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi nhìn lại hàng loạt những câu nói đậm chất ngôn tình của vách ngọc hoang dành cho nữ danh nhân nổi tiếng khán giả từng nghĩ rằng anh chàng sẽ không bao giờ nhận cái kết cục buồn và trong một bài phỏng vấn trước đó không lâu vách ngọc hoang từng chia sẻ anh thích nấu ăn và chăm sóc vợ ngày trước anh thấy phụ nữ đều lo chuyện gia đình vậy tại sao đàn ông không làm như thế tôi làm gì vợ cũng tôn trọng và ngược lại chúng tôi luôn đặt tình yêu và hạnh phúc gia đình lên trên hết nam diễn viên người bất tử đã nói như thế không dừng lại ở đó vách ngọc hoang còn cho biết đừng có nói anh sợ vợ mà đúng hơn là nhúng nhường phượng chanh nồ để cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc hơn tôi không sợ bị người ta nói là sợ vợ tôi sợ vợ tôi, tôi đâu có sợ vợ người khác. khi hai vợ chồng đã hiểu và tôn trọng nhau, thì việc nhún nhường là bình thường, không quan trọng. vách ngọc hoan cũng đã khẳng định sống bên nhau nhiều năm cả hai chưa bao giờ to tiếng với đối phương. nói về tính cách của vợ vách ngọc hoan cũng dành toàn những lời mỹ từ cho phượng channel. vợ tôi là người nghĩa khí và thẳng thắn, tính cách này không phải nhiều phụ nữ có được. Tôi không thích ở gần một người nói một đằng nghĩ một nẻo tâm cơ nhỏ nhiên, điều đó làm tôi mệt. Vợ tôi làm việc nghĩa và không bao giờ nói về chúng nửa lời. Cuối cùng thì nam diễn viên thừa nhận bản thân mình là kẻ si tình, anh yêu tất cả mọi thứ về Phượng Channel. Thế nên khi người vợ đứng trước những tranh cãi trái chiều, Vách Ngọc Hoang đã ra sức bên vực, anh không ngần ngại làm hậu phương vững chắc cho phượng chen nồ ra ngoài kiếm tiền để vợ có một chỗ dựa an toàn mỗi khi về nhà ngoài ra anh còn có rất nhiều câu nói ngôn tình dành cho vợ như tôi hiểu cô ấy là đủ tôi vẫn ở đó chờ cô ấy về dù vui vẻ hay tổn thương với tôi phượng là vợ chứ không phải là bạn gái vách ngọc ngoan nói những lời ngôn tình như thế gọi vợ như thế nhưng mới đây thì phượng chen nồ đã nói là chia tay và cô còn đính chính tin cả hai đăng ký kết hôn là sai sự thật đây là một phe bẻ lái chẳng ai ngờ tới